bắt cá bắt tôm bằng điện, còn bắt cua nghêu hào hoặc nhặt vỏ sò gì đó nữa. Ê, em muốn làm gì? Mặc thế này xuống biển bắt hải sản. Em đợi anh một lát. Không thì sao? Wow, mặc bộ đồ này, anh đảm bảo em chính là cô nàng xinh đẹp nhất trên bãi cát. Là người mới, tốt nhất đừng nghĩ đến chuyện bắt cua gì đó. Anh nhiệt liệt đề nghị em chọn phương án không cần kinh nghiệm và IQ nhất, chính là bắt nghêu. Đọc hiểu max điểm. Ê, hey, vậy mới đúng chứ. Vì thế này cứ giao cho người vừa có kinh nghiệm vừa có IQ như anh làm là được. Đưa tay cho anh. Lúc bắt nhớ cẩn thận. Dù sao tay của ngôi sao nữ cũng là vô giá mà. Em còn nhìn anh thâm tình như thế, anh cũng không thể đảm bảo sẽ không làm ra chuyện gì đâu. Dù sao anh cũng có thể nói đều là họa do nắng chiều gây ra. Mặc dù con này không lớn, nhưng xem ra tối nay vẫn sẽ có một bữa tiệc cua. Thật ngạc nhiên, em là đang đau lòng cho anh sao? Nào, cho anh xem thử thu hoạch của em đi. Xong rồi, nếu anh không kéo em chạy lấy người, e rằng gia tộc Ngêu phải chịu khổ diệt môn quá.